khi người ta vào viện thì người ta đang trong tâm trạng nào, là ốm, là tai nạn, là trọng bệnh. Thì tóm lại là cái nhân viên y tế bản chất đã, họ đã ở một cái vị thế và một cái loại nghề nghiệp mà họ phải thường xuyên đối mặt và tiếp xúc với những cái thứ khổ đau, những cái thứ gọi là mệt mỏi. Có những người là chuyên gia về tim mạch thì có khi lại bị nhồi máu cơ tim, thậm chí là mất vì nhồi máu cơ tim, vân vân. Vâng, tôi là Lê Cự Linh, hiện làm việc tại Viện Khoa học Sức khỏe của trường đại học VinUni, hay còn gọi là Vin University. Câu chuyện nó bắt đầu từ khoảng cuối những năm 1990, khi mà chúng tôi nghĩ đến câu chuyện là phải phân tích được cái gánh nặng bệnh tật của Việt Nam. Thống kê nếu mà nói về quy mô nó khoảng đâu đó khoảng 128.000 người dân, và cái kết quả nó khá là gây sốc cho nhiều người. Nhân viên y tế chưa được ghi nhận đúng mức. Cái chuyện mà quá sức, cái chuyện mà quá tải là rất là phổ biến. Và cái chuyện này thì mình phải nói luôn là nó vẫn sẽ còn tiếp tục. Đó là cái góc khuất, có thể là những thứ mà nó không được mọi người nhìn thấy thường xuyên. Thì họ phải chấp nhận cái con đường đi như thế. Bởi vì mình không thể ép được các bạn trẻ, ép được các cháu là các cháu, các con phải học ngành y, phải học điều dưỡng, phải học y tế công cộng. Em khá tò mò là làm thế nào mà một người trong cái độ tuổi 18-20 người ta biết được là liệu mình có đủ kiên trì để đi cái con đường dài đến cả chục năm như thế. Đấy thực sự là một câu hỏi khó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Người Trong Môn Nghề, và mình là Nga Lê Vi. Khi mà nói đến ngành y thì chúng ta thường nghĩ đến con đường theo đuổi trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Tuy nhiên thì ngành y còn có những lựa chọn nào khác, và những người mà theo đuổi ngành này thì có thể có những con đường sự nghiệp như thế nào? Thì ngày hôm nay Người Trong Môn Nghề và em Nga rất là vui được mời đến trường quay của chúng em Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Cự Linh. Thì lời đầu tiên cho phép là em mời anh Linh có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Vâng, tôi là Lê Cự Linh, hiện làm việc tại Viện Khoa học Sức khỏe của trường đại học VinUni, hay còn gọi là Vin University, là một cái cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, theo mục đích là không vì mục tiêu lợi nhuận, của tập đoàn Vingroup. Rất hân hạnh được trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Em được biết là với anh Linh thì anh đã theo đuổi cái lĩnh vực y tế công cộng trong khoảng gần 20 năm nay rồi. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái lĩnh vực đấy được không ạ? Thì y tế công cộng thì là một cái nhóm nghề nó cũng khá là đặc thù. Chúng tôi hay nói vui thì thực ra cũng có nhiều người cho rằng đây là một định nghĩa nghiêm túc, chứ không phải là nói vui, nói rằng là đây là cả một cái khoa học và nghệ thuật về cái cách làm thế nào để mình phòng ngừa các cái dịch bệnh, mình tăng cường sức khỏe và mình kéo dài tuổi thọ. Và quan trọng là phải thông qua những cái nỗ lực, thông qua những cái cố gắng mang tính chất là cộng đồng, tức là một cách có tổ chức, thì mình phải cùng nhau mình làm như thế nào đó thì mình mới có thể là đảm bảo được ba cái hoạt động như mình vừa nói, tức là phòng ngừa bệnh tật, phòng ngừa các cái dịch bệnh đấy, thế rồi là tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, chứ không phải mỗi chuyện là làm sao để cho sống lâu. Đấy. Thế thì nói một chút về y tế công cộng ấy, thì vì nó tiếp cận cộng đồng, khác với người thầy thuốc là bạn sẽ đến gặp bác sĩ thì bạn hình dung là bác sĩ sẽ hỏi bệnh, sẽ khám bệnh, sẽ lấy một cái ống nghe, lấy cái là cặp sốt rồi đo huyết áp vân vân ấy. Thì những cái người làm y tế công cộng, người ta quan tâm đến cái sức khỏe của một cái cộng đồng, một cái nhóm dân cư nào đó, ví dụ một xã, phường, thậm chí là một tỉnh hoặc cả quốc gia, có những vấn đề là mang tính toàn cầu như là dịch bệnh chẳng hạn, chúng ta biết. Thế thì họ sẽ không thể dùng những cái công cụ như là cái người thầy thuốc ở trong bệnh viện, người làm lâm sàng là ống nghe được, mà phải có những cái công cụ khác để xác định ra các vấn đề ở trên một cái diện rộng. Thì muốn làm như thế thì nó đòi hỏi rất nhiều công cụ khác nữa, cho nên người làm y tế công cộng thì thực ra là một cái lĩnh vực nó đòi hỏi đa ngành, tức là biết về bản chất của sức khỏe, của y khoa cơ thể người, tức là vẫn phải biết một chút về con người, nhưng mà họ cũng phải biết các kiến thức về xã hội, kiến thức về dịch bệnh, kiến thức về dữ liệu, thống kê, toán. Thế và trong cái khối y tế công cộng thì có những cái mảng liên quan đến các khoa học xã hội và hành vi. Để hiểu được hành vi, lối sống của con người, làm sao thay đổi được hành vi. Nói vậy thôi nhưng không đơn giản, nói rằng là uống rượu có hại đấy chẳng hạn, hay hút thuốc lá có hại đấy, nhưng không phải nói một câu là người ta bỏ đâu. Có rất nhiều thứ nó đòi hỏi những cái chuyên môn. Cái người làm y tế công cộng người ta sẽ phải kết hợp nhiều các loại kỹ năng khác nhau. Và do vậy có thể nói là nhiều cái chuyên gia các ngành nghề khác nhau tưởng chừng như không học y thì không làm ngành y, nhưng mà không phải như thế. Chúng ta sẽ động chạm với cả những chuyên gia về khoa học xã hội, những nhà xã hội học, những người làm về pháp luật, những cái chính sách y tế rất là quan trọng và đòi hỏi những người am hiểu về các cái vấn đề về chính sách. Thế rồi là những người làm toán thống kê, dịch tễ học, những người phân tích dịch bệnh, mô hình bệnh tật, và rất nhiều những cái nhà khoa học về môi trường. Tôi quan tâm đến khía cạnh, thí dụ như là bây giờ mình nói rất nhiều về thay đổi khí hậu chẳng hạn, nóng lên hay là vân vân, đều ảnh hưởng hết.
Anh Linh vừa chia sẻ thì em thấy anh có đề cập đến một cái từ khóa là từ khóa chính sách. Thì em được biết là anh Linh cũng có khá là nhiều năm làm nghiên cứu cũng như là tư vấn các cái chính sách. Và trước đây thì mình có một cái giai đoạn mà mọi người nói rất là nhiều về cái câu chuyện một cái luật cực kỳ là thay đổi. Em nghĩ là phải thay đổi khá là toàn diện về câu chuyện thói quen và hành vi của mọi người trong cái câu chuyện là phòng chống tai nạn thương tích. Đấy là việc cái luật đội mũ bảo hiểm. Thì không biết là anh Linh, anh đã đứng ở đâu trong cái dòng lịch sử đấy? Mình nghĩ là Nga vừa nêu một cái ví dụ rất là điển hình về một cái nỗ lực về mặt y tế công cộng, và nó đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Thực ra thì nói về lịch sử, câu chuyện nó bắt đầu từ khoảng cuối những năm 1990, từ thế kỷ trước, đúng không? Nói một cách chính xác là như vậy. Thì lúc đó là chúng ta tìm cách để đánh giá xem cái gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam nó như thế nào. Nhưng mà nó không có những cái nguồn dữ liệu một cách đủ tin cậy. Chúng ta có đây đó một vài cái thống kê của bệnh viện này, bệnh viện kia, một vài loại bệnh tật. Nhưng chúng ta không nhìn được tổng thể là thế thì một năm cái gánh nặng về tử vong, gánh nặng về các bệnh tật khác nó quy ra con số thực tế nó là như thế nào, và nó phân loại vào các nhóm bệnh tật như thế nào. Thì nói về phân loại bệnh tật thì Nga có thể hình dung là cái loại bệnh ấy, thì nó có những bệnh người ta gọi là bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như là các cái đại dịch chúng ta vừa chứng kiến, COVID-19 chẳng hạn, các cái mầm mống do vi sinh vật. Thế nhưng có những cái bệnh người ta gọi là bệnh không truyền nhiễm, tức là nó những cái tác nhân không liên quan đến vi sinh vật, chẳng hạn những cái bệnh như là suy tim hay là những cái bệnh về đột quỵ, vân vân. Thế và ngoài ra có những cái loại bệnh thì nó cũng thuộc cái nhóm là không truyền nhiễm, nhưng mà nó cũng khá đặc thù cho người ta thường hay tách riêng ra, tức là các vấn đề về chấn thương, tai nạn thương tích. Đó. Thế thì khi mà chúng tôi nghĩ đến câu chuyện là phải phân tích được cái gánh nặng bệnh tật của Việt Nam, hay chúng tôi không thấy có một cái dữ liệu nào đủ tin cậy ở tầm quốc gia, do vậy mới nảy ra một cái nhu cầu là chúng ta phải tiến hành một cái cuộc nghiên cứu ở quy mô lớn, phải là quy mô toàn quốc. Và chúng tôi đã bắt tay vào tiến hành cái dự án đó, và các cái anh chị, những người lãnh đạo cấp trên của anh cũng như là của các anh chị đồng nghiệp khác thì cùng nhau thiết kế, và có cả các chuyên gia quốc tế tham gia vào quá trình này. Và lúc đó chúng tôi cộng tác chặt chẽ nhất với cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, người ta gọi viết tắt là CDC, Đại sứ quán Mỹ, có một cái văn phòng của họ, và có văn phòng của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Vì lúc đó là những cái đơn vị người ta quan tâm, chứ không phải là vì là người ta chỉ muốn biết dữ liệu về trẻ em ở Việt Nam. Thế nhưng mà chúng tôi cùng chung tay và cùng phân tích để xây dựng cái dữ liệu đấy. Thế thì khi mà thu thập dữ liệu trên toàn quốc khắp các vùng miền, và tổng cộng chúng tôi thống kê, nếu mà nói về quy mô, nó khoảng đâu đó khoảng 128.000 người dân ở cả nước được phân tích và chọn lọc qua cái chọn mẫu ấy, thì mới lần đầu tiên công bố một cái dữ liệu về thống kê gánh nặng bệnh tật của người Việt. Và cái kết quả nó khá là gây sốc cho nhiều người. Lúc đó vẫn nghĩ rằng là Việt Nam sẽ nặng về các cái bệnh truyền nhiễm, những cái bệnh mà thường hay được cho rằng ở những nước nghèo, những nước còn chưa phát triển, chậm phát triển. Thế và không có cái mô hình là các cái bệnh tật không truyền nhiễm, những bệnh mà được thường hay được coi là của những nước phát triển, những nước giàu, có thu nhập cao. Thế nhưng trên thực tế thì thấy rằng là cái mô hình bệnh tật đã cho thấy gánh nặng rất lớn rơi vào cái nhóm bệnh không truyền nhiễm, và đặc biệt là cái tai nạn thương tích. Cao nhất trong đó thì là chấn thương do tai nạn giao thông, thì lại là cao nhất trong cái nhóm tai nạn thương tích. Nhưng mà đương nhiên khi phân tích thì nó còn những cái đặc thù theo vùng miền, theo nhóm tuổi, thì đặc biệt là quan tâm đến nhóm tuổi trẻ, trẻ em và vị thành niên, thanh thiếu niên ấy, thì tai nạn giao thông rất là cao. Nhưng mà những cái nhóm tuổi nhỏ, trẻ nhỏ thì có một nguyên nhân mà mọi người rất bất ngờ, tức là đuối nước, chết do chết đuối, sông hồ vân vân, biển. Thế thì đấy là những cái nguyên nhân nổi bật gánh nặng về tử vong và bệnh tật hàng đầu. Thế và sau cái phân tích đó thì chúng tôi có báo cáo lên lãnh đạo, đương nhiên các cái cơ quan mà có chức năng như là Bộ Y tế, thậm chí là lên các cơ quan cấp cao hơn, lên chính phủ. Thì các cái dữ liệu để cho thấy là chúng ta cần phải có những cái giải pháp, bởi vì tai nạn giao thông, chấn thương do giao thông thì nó rất là lớn. Và như bạn biết thì nó rất nhiều cái trường hợp là có thể phòng tránh được. Chẳng hạn nếu chúng ta đội mũ bảo hiểm thì nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông thì chúng ta có thể phòng chống được cái chấn thương sọ não. Thế rồi là nếu chúng ta lái ô tô mà có đeo dây an toàn, thắt dây an toàn thì chúng ta cũng có thể giảm thiểu được nguy cơ chấn thương và chấn thương nặng, thậm chí tử vong. Thì tất cả những cái dữ liệu đó được đưa lên, và tôi nhớ là đến cấp cao nhất lúc đấy là lên đến gần Thủ tướng Chính phủ, và mọi người nhận ra là mình cần phải có những hoạt động về phòng chống tai nạn thương tích. Thế thì cộng với việc là các bộ ban ngành cũng quan tâm và họ cùng tham gia vào cuộc,
Thì thực ra vai trò của nhóm nghiên cứu của chúng tôi ở trường Đại học Y tế Công cộng lúc đấy chỉ là mang tính chất là về mặt khoa học cung cấp dữ liệu thôi. Còn cái chuyện mà phải đẩy lên một tầm cao thì rất nhiều đơn vị tham gia vào, chứ không phải một trường đại học có thể làm được. Và sau đó là người ta quyết định là vận động để ra cái luật về đội mũ bảo hiểm cũng như là bắt buộc về thắt dây an toàn thì cuối năm 2007. Và như mọi người biết là lúc đầu là chúng ta để áp dụng ở các thành phố lớn. Thế nhưng mà cũng là một cái thay đổi rất là lớn. Mọi người nói là sáng em sau đi ra đường thì gần như 100% ai cũng có một cái, người ta hay nói đùa là nồi cơm điện ở trên đầu. Thế, và sau này thì chúng tôi có làm cả những phân tích để xem đánh giá tác động của nó như thế nào. Thì thực ra ban đầu là chỉ yêu cầu là khi mà chúng ta đi lại giữa các con đường kiểu liên tỉnh thôi. Đấy, tức là đường xa, nhưng mà sau đó thì quyết định là bắt buộc tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải tham gia đội mũ. Thì tôi cho rằng đấy là một cái ví dụ điển hình của một cái hoạt động hoặc là một cái nỗ lực về y tế công cộng và kết hợp của rất nhiều các bộ ban ngành, những cái người làm chính sách, những người làm phân tích dữ liệu thống kê, những cái người làm về phòng chống tai nạn thương tích của trẻ em, thậm chí cả những bác sĩ, những người làm chuyên môn. Bởi vì để lấy được cái dữ liệu đó một cách xác thực ấy, thì không dễ tí nào cả. Nói rất đơn giản, mọi người hình dung là nếu một cái người nào đó mà bị chấn thương giao thông chẳng may mà ngã ra hay là bất tỉnh, thậm chí tử vong ở trên đường, rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nên nếu mà người đấy mà nôm na là vẫn còn sống, chưa chết, thì người ta tìm cách đưa đến phòng cấp cứu. Thế nhưng có trường hợp là hôn mê đã bị rất là nặng rồi, cảm thấy là không cứu được rồi, thì lại cũng có những cái tình huống người ta bảo thôi hay đưa về quê. Muốn được đưa về quê để coi như là gia đình chăm sóc hậu sự, và thứ cho nó không dễ. Và những cái dữ liệu đó sẽ thất thoát. Lúc thì mình nghĩ là nó vào trong hệ thống của cảnh sát giao thông, lúc thì mình nghĩ nó vào cảnh sát hệ thống hộ tịch thống kê ở các địa phương, lúc thì mình nghĩ là có khi nó nằm trong thống kê tử vong của bệnh viện. Nhưng trên thực tế nó có thể là nó không nằm nguồn nào cả và nó vẫn bị sót. Ví dụ như vậy thì đòi hỏi phải có những cái nghiên cứu ở quy mô cấp cộng đồng để mình có thể lấy được những cái dữ liệu như thế một cách chính xác nhất. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái ví dụ điển hình là một cái nỗ lực để giảm cái gánh nặng, một cái gánh nặng bệnh tật khá là đáng kể. Và đến bây giờ thì tai nạn thương tích vẫn là một cái gánh nặng đáng kể ở Việt Nam, nhưng mà nó không đến mức như là trước đây nữa. Mình có một cái con số nào để gọi là đo đạc hay đánh giá được hiệu quả của những cái chính sách như thế không? Và nó sẽ được thực hiện trong gọi là bao lâu? Bởi vì em nghĩ là sẽ cần thời gian để những cái chính sách đúng rồi. Thông thường thì là mình có rất nhiều cách để mình đo đạc. Mình có thể đo ở những quy mô nhỏ, ở các cái nghiên cứu nhỏ, ở cấp các cái đơn vị, các cái tỉnh. Ngoài ra mình có thể xây dựng một hệ thống gọi là giám sát để mình các cái dữ liệu được ghi nhận thường quy và mình có thể là thống kê theo thời gian. Thế còn trong trường hợp của tai nạn giao thông, chấn thương và tai nạn thương tích nói chung ấy, thì các đồng nghiệp của tôi, vì tôi tham gia giai đoạn đầu, sau đó thì là tôi chuyển sang những cái vị trí khác. Thế nhưng mà tôi được biết là các đồng nghiệp vẫn tiếp tục cái con đường đó, cái nỗ lực đấy, và các bạn ấy sau 10 năm thì các bạn có làm lại một cái vòng thứ hai tương tự như cái vòng đầu đấy. Và chúng ta hoàn toàn là nhìn thấy được cái sự thay đổi nếu mà chúng ta so sánh dữ liệu của các cái vòng điều tra khác nhau. Nó cũng tương tự như là em biết là khi mà chúng ta làm cái tổng điều tra dân số ấy, thì người ta cũng làm 10 năm một lần chẳng hạn, thì về nguyên tắc là chúng ta có những cái hệ thống dữ liệu có thể đo đạc được và thể hiện qua những cái chỉ số rất là cụ thể. Chẳng hạn như là tỷ lệ tử vong tính trên 10.000 dân, 100.000 dân, chúng ta thấy là chúng ta thấp như thế nào, hoặc là chúng ta so với thế giới như nào, và chúng ta phân tích được cả những cái gánh nặng bệnh tật tử vong. Có những trường hợp không tử vong nhưng họ cũng để lại những cái di chứng. Thì đấy là một trong những chỉ số. Thế rồi còn rất nhiều những chỉ số khác mình có thể đo lường được dựa trên cái việc là mình xem người ta tuân thủ cái luật đội mũ bảo hiểm đến mức nào. Thế nhân nói về chuyện tuân thủ thì cũng rất là thú vị, tức là chúng ta có thể suy đoán xem là yếu tố nào thì là yếu tố mà người ta làm cho tôi tuân thủ nhất. Thì theo Nga là làm nào để khuyến khích người ta tuân thủ đội mũ bảo hiểm? Làm thế nào để khuyến khích à? Em thì dưới góc độ của người dân, thế nào là hiệu quả? Đầu tiên là em thấy là mọi người sợ bị phạt, mọi người sợ bị các chú công an bắt phạt. Cái này thì khi mà phải những người mà đã trải qua, ví dụ như bản thân gia đình em, trước đây là trong họ hàng cũng có một người gọi là anh họ đi, tức là đi xe máy ở trên đường, và hôm đấy gặp một cái tai nạn, và rất là may là hôm đấy anh ấy đội một cái mũ bảo hiểm cực kỳ chắc chắn. Nên là hôm đấy là kiểu chỉ có xây sát cơ thể và không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Còn câu chuyện nếu mà đã không có mũ bảo hiểm thì đúng là không biết tình huống nó sẽ đi về đâu. Thì em nghĩ là đúng là phải trải qua những cái kiểu chứng kiến những cái case thực tế như thế mà mình cảm thấy bị sợ ấy. Là mình thấy là
nhờ có cái mũ bảo hiểm mà mình thoát được một cái biến cố. Thực ra đúng là như vậy đấy. Thực ra là người ta đã thử rất nhiều cách. Thậm chí nếu mà Nga nhớ là có những giai đoạn hoặc là những nơi người ta còn tìm cách là cho miễn phí, tức nào là tặng mũ rồi vân vân các kiểu đấy. Nhưng mà có cảm giác như là người ta không sợ bằng là hai cái yếu tố quan trọng. Một là bị phạt và hai nữa là mình chứng kiến, hoặc là mình có thể mình không trải qua nhưng mình chứng kiến tận mắt những cái trường hợp rất là kinh khủng như thế, thì thậm chí là cái đấy tác động rất là mạnh. Và cái đó làm cho người ta sẽ tuân thủ hơn. Chứ còn cái chuyện mà cứ kêu gào hay là mình cứ dạy dỗ, mình cứ gọi là thuyết phục vân vân theo kiểu là nói suông thì nó rất là khó. Thế đấy là một cái vấn đề mà nó liên quan đến bản chất. Từng các cái vấn đề khác nhau thì nó lại có những cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề sức khỏe và y tế công cộng. Em thấy cái chủ đề này rất là hay trong cái lĩnh vực y tế công cộng, bởi vì trước giờ là mình luôn nghĩ là chỉ có những người mà trực tiếp tham gia vào chữa bệnh, trị bệnh khi mà mọi sự nó đã rồi thì là những người đấy là thực sự là tạo ra tác động. Nhưng mà đúng là khi mà mình nghĩ về câu chuyện những người mà thiết kế hoặc là tư vấn về mặt chính sách hoặc những nhà khoa học như anh Linh, mà mình đã nhìn ra được một cái vấn đề của xã hội thông qua dữ liệu, thông qua những nghiên cứu để mình đề xuất lên, thì đúng là nó thực sự có ảnh hưởng. Và cụ thể gần đây em thấy là cái chính sách về không được uống rượu bia khi mà điều khiển phương tiện giao thông, thì đúng là nó là một bước ngoặt. Ví dụ như là trong gia đình thì em cảm thấy là mỗi bữa gọi là tụ họp gia đình ấy, nó nhẹ nhàng hẳn. Nó không còn chén chú chén anh hay là những cái câu chuyện ngồi nhậu nhẹt rất là mệt mỏi như ngày xưa nữa, mà thay vào đấy là văn hóa văn minh, rồi là mọi người trao đổi với nhau rất là nhẹ nhàng. Bởi vì là chỉ đơn giản là không được uống bia nữa, không được uống rượu nữa, thì bây giờ mọi chuyện nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chắc chắn là như thế. Về chủ đề này thì nếu mà Nga quan tâm, anh có thể giới thiệu một chuyên gia, một bạn đồng nghiệp của anh, người tham gia vào cùng với anh trong cái vòng đầu, và bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục làm những cái vòng sau. Đấy là một chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường của trường Đại học Y tế Công cộng. Anh Cường cũng là cái người phụ trách cái trung tâm về liên quan đến các cái vấn đề về nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích ở trường Đại học Công cộng. Thì gần đây anh có dịp ngồi hàn huyên với lại anh Cường, tức là cũng là đồng nghiệp cũ, thì chính anh Cường cũng chia sẻ như là Nga vừa nói, tức là người ta cũng tranh luận rất nhiều về câu chuyện là thế thì đặt ra một cái ngưỡng, ví dụ như là thổi nồng độ cồn bao nhiêu ấy, nếu mà vượt quá ngưỡng đấy thì hãng phạt được không, có thể là nó du di nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà trên thực tế thì các dữ liệu khoa học và kinh nghiệm cho thấy rằng là không nên thế. Bởi vì là cứ có những cái du di như thế là dân mình không sợ, kiểu gì cũng vượt rào. Thế cho nên là phải rất là khắt khe thì mới được. Thì đấy cũng là một cái đặc thù, đấy cũng là một cái đặc điểm mà mình nghĩ là quan trọng. Em nghĩ rằng là khi mà mình nói đến ngành y thì mình đã nghĩ ngay đến những người chăm sóc, tức là những người luôn gọi là có thể là khám chữa, có thể là bảo vệ, có thể là phòng trừ cho những người khác có một cái cuộc sống như anh nói là hướng tới sức khỏe, cả về thể chất, cả về tinh thần, cả về xã hội. Thế nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều người, những bạn trẻ hoặc là những người như anh Linh theo đuổi ngành đấy thì mình đã phải đánh đổi, có những khoảng thời gian rất là dài mình phải đánh đổi, ví dụ bữa cơm, rồi giấc ngủ, rồi sức khỏe của bản thân mình để vì người bệnh hoặc là vì những cái dự án của mình đang theo đuổi. Thì anh nghĩ rằng là một người mà với nhiệm vụ, với sứ mệnh phải đi chăm sóc người khác, thì khi quay trở lại chăm sóc chính mình thì mình sẽ chăm sóc bản thân ra sao? Rõ ràng là đã học và đã đi vào cái ngành đấy thì mình, ai người ta cũng xác định thôi là đấy là một cái sự đánh đổi và một cái đặc điểm cố hữu. Là trong khi bạn bè thì rất là vui vẻ, thì em cứ hình dung giả sử em học ngành quản trị bệnh viện thì là, hay là em học ngành y, em vào bệnh viện thì em hình dung là khi người ta vào viện thì người ta đang trong tâm trạng nào. Giả sử bây giờ em đi vào khu vui chơi giải trí, em đi vào các resort, các khách sạn ấy, thì em cứ nhìn các anh chị lễ tân hay là các bạn phục vụ buồng vân vân, thì vất vả không? Chắc chắn là vất vả, không thể nói là người ta không mệt được. Nhưng mà người ta được phục vụ một đối tượng khách hàng mà lúc họ đang ở cái thời điểm là ui rồi người ta đi hưởng tuần trăng mật, cha mẹ dẫn con cái đi nghỉ mát, nghỉ hè vân vân, thì đang trong tâm trạng rất là phấn khích. Hay là em làm về bán hàng, sale marketing, thì đương nhiên những người tâm trạng thế nào mới mang cục tiền đi mua một cái ô tô chẳng hạn vui chứ. Tóm lại là thường các nghề khác ấy, hay là vất vả như các bạn làm về lập trình hay là máy tính thì có thể là ngồi trong một góc cũng hơi cô độc một tí, nhưng mà nó không quá là áp lực. Thế còn mình cứ hình dung khi nào mà mình vào bệnh viện thì thường là phải không có chuyện, nhưng mà bệnh viện là ốm, là tai nạn, là trọng bệnh, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cũng là không có bệnh thì là ví dụ đưa vợ đưa đấy đi, người nhà đưa đi sinh con, thì có thể là nó không phải là bệnh nhưng cũng là cũng lo lắng chứ, nói vậy cũng mệt mỏi. Thì tóm lại là cái nhân viên y tế bản chất đã họ đã ở một cái vị thế và một cái loại nghề nghiệp mà họ phải thường xuyên đối mặt và tiếp xúc
với những cái thứ khổ đau, những cái thứ gọi là mệt mỏi, những cái thậm chí có những người rất dễ nổi xung bức xúc rồi có những phản ứng với nhân viên y tế, thì cái chuyện đấy là rất là dễ hiểu. Thì để nói lên một điều là cái đặc thù nghề nghiệp nó là như vậy, và mình phải tìm cách để mình hài hòa giữa cái áp lực công việc và cái cách mình tự bảo vệ bản thân. Chắc là bạn cũng có thể nghe những cái câu người ta hay nói là dao sắc không cắt được chuôi, đúng không? Nhiều người trong ngành y hẳn thôi, nhưng mà cũng đã từng xảy ra những cái câu chuyện cũng rất là đáng tiếc. Những người rất là giỏi nhưng mà có khi lại mắc những căn bệnh mà chính là mình là chuyên gia, đúng không? Có những người là chuyên gia về tim mạch thì có khi lại bị nhồi máu cơ tim, thậm chí là mất vì nhồi máu cơ tim, vân vân. Câu chuyện đấy nó không phải là không xảy ra. Thì tuy nhiên một cái sự thật đáng phải nói và đáng buồn, tức là, và chúng ta nhìn thấy cái điều đó trong những năm gần đây khi mà cả nước và cả thế giới trải qua cái đại dịch COVID-19, thì rõ ràng là nhìn thấy được nhiều cái mặt trái. Cái mặt trái thể hiện ở chỗ rằng là nhân viên y tế chưa được ghi nhận đúng mức. Thế rồi là cái chuyện mà quá sức, cái chuyện mà quá tải là rất là phổ biến. Và cái chuyện này thì mình phải nói luôn là nó vẫn sẽ còn tiếp tục xảy ra, không những ở Việt Nam mà nhiều nước khác. Và cái tình trạng mà thiếu nhân lực y tế thì nó không phải là câu chuyện của một nước hay là một vài nước, mà nó là thực trạng toàn cầu. Cái này thì nói thật là cũng khó giải quyết, bởi vì mình không thể ép được các bạn trẻ, ép được các cháu là các cháu, các con phải học ngành y, phải học điều dưỡng, phải học y tế công cộng. Cái đấy nó khó, mang tính chất là ép buộc như thế thì không bao giờ nó thực hiện được. Thì mình chỉ tìm cách mình động viên, và mình có những cái gọi là giải pháp một cách gián tiếp để cho mọi người cảm thấy là mình đi con đường đó đam mê, và mình được cái đền bù, gọi là được ghi nhận xứng đáng thôi. Các vấn đề về cơ chế, vấn đề về chính sách và nhiều thứ khác nữa, nhưng mà nó luôn luôn là cái vấn đề khó. Thế còn thực ra ấy, nếu mà bạn làm trong giáo dục y khoa thì bạn sẽ thấy là những cái chương trình đào tạo mà mang tính chất là toàn diện và tiên tiến nhất ấy, theo những cái chuẩn mực quốc tế ấy, thì họ rất là chú trọng đến cái điều này. Thậm chí là có những chương trình đào tạo thì người ta còn giới hạn, người ta còn đưa ra những cái, thậm chí đưa thành luật để cho nhân viên y tế không bị quá sức. Ví dụ như các nước phát triển chẳng hạn thì còn quy định, nếu là bác sĩ nội trú thì không được quá là 80 tiếng trong một tuần làm việc chẳng hạn, có một cái giới hạn. Trước đây nó rất là cao, thậm chí có nhiều hơn như thế, nhưng mà sau đó người ta giới hạn. Như ở trường của bạn Anh thì có những cái hỗ trợ như thế cho các bạn, và người ta cũng có những cái cơ chế, ví dụ như là tư vấn vân vân để giúp cho nhân viên y tế được giải tỏa, chứ nếu không thì họ sẽ rất dễ bị kiệt sức. Và đương nhiên khi mà họ đã kiệt sức và họ không được ở cái tình trạng tốt nhất thì không những là họ thiệt thòi mà cũng sẽ đưa đến những cái hậu quả cho bản thân những cái người bệnh. Hình dung là bác sĩ kiệt sức thì khi mà chăm sóc bệnh nhân nó sẽ như thế nào, hay là điều dưỡng cũng vậy. Thì đấy là những cái điểm đặc thù mà mình bắt buộc mình phải để mắt đến thôi, chứ không, mình không thể tránh được cái chuyện đấy. Cái câu chuyện mà tự chăm sóc bản thân này làm em nhớ đến một cái bộ phim một bộ phim Hàn Quốc, nói tên của nó là Hospital Playlist, không biết anh Linh có biết cái bộ phim đấy không. Thì trong câu chuyện đấy là đúng là công việc của các bác sĩ em nghĩ là phải chiếm đến khoảng độ 95% cái quỹ thời gian của họ, tức là ăn ngủ với bệnh nhân rồi lúc nào cũng là công việc. Nhưng mà còn 5% còn lại thì em thấy là họ có một cái niềm yêu thích ở bên ngoài, đấy là họ chơi nhạc, họ có một ban nhạc. Những cái bác sĩ ở trong câu chuyện đấy họ có một cái ban nhạc và họ chơi nhạc. Trước giờ thì em cũng chỉ luôn nghĩ là những người mà ngành y rồi bác sĩ các thứ là toàn là kiến thức ở trong đầu ấy, họ chắc là rất là khô khan. Cho đến gần đây thì khi mà em tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn, là trong đấy có những bạn có thể là đồng nghiệp của anh Linh, thì em phát hiện ra những người như anh Linh và các bạn của anh Linh rất là thú vị. Anh Linh cũng có chơi nhạc đúng không ạ? Mình không dám nhận là mình chơi nhạc đâu, thỉnh thoảng gọi là có chút đỉnh thôi. Khi nào rảnh thì mình sẽ gửi cho một cái clip mà bọn mình vừa mới sản xuất vừa ra lò đây này. Thực ra cái đấy là mình chỉ đóng một cái vai nhỏ xíu thôi trong cả một cái clip đấy. Tức là sinh viên khoa sức khỏe của bọn mình ấy, thì các bạn ấy tự lên kế hoạch rồi kịch bản, các bạn ấy tự biên đạo, các bạn ấy dàn dựng, các bạn chỉ gọi các thầy cô vào như là chỉ là đóng thôi, các bạn sắp xếp hết rồi quay phim hậu kỳ, cái đấy là các bạn ấy chủ trì cùng với lại các anh chị truyền thông. Mình chia sẻ một điều nhỏ, tức là khi mà phỏng vấn và tuyển các bạn vào trường ấy, thì một tỷ lệ đáng kể là các bạn rất đa dạng về các cái tài năng ngoài chuyên môn. Đương nhiên bọn mình rất quan tâm những người giỏi về toán, về hóa, về sinh và các vấn đề về khoa học xã hội, hay là các vấn đề về khối ngành khoa học tự nhiên, về sinh học, về con người. Thế nhưng mà rất nhiều bạn là giỏi về làm thơ, viết nhạc, hát hay,
chơi đàn vân vân, thậm chí có những bạn chơi 5-6 nhạc cụ. Để nói lên một điều là các cái tố chất ngoài các kỹ năng về chuyên môn và khoa học con người, khoa học sự sống thì các cái tố chất khác cũng được đánh giá cao và mình cho là cũng quan trọng, cũng đa dạng. Bởi vì ngành y là cái ngành nó y cũng như y tế công cộng đều là những cái ngành mang tính chất là bọn mình hay nói là vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Khi mà làm việc với con người, làm việc với cộng đồng thì nó đều đòi hỏi cái sự thấu cảm, sự uyển chuyển, kỹ năng giao tiếp. Và khi mình càng có cái kỹ năng con người tốt thì mình càng có lợi. Thế thì hiện rất rõ, dù là bạn xuống cộng đồng, bạn tiếp xúc với người dân, thế thì đương nhiên bạn muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở đây. À, đây có một cái giếng nước đang bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, hay là có một cái nguồn ô nhiễm ở cái dòng sông, hay là câu chuyện là một cái thói quen sinh hoạt gì đấy nó không lành mạnh. Thì phải nói chuyện với người ta chứ, phải có quan sát, phải tiếp cận được, và người ta phải sẵn sàng mở lòng để chia sẻ cho mình. Thế cho nên những cái người mà rất là giỏi về kỹ năng giao tiếp, về tiếp cận cộng đồng thì sẽ rất có lợi. Đấy cũng là một cái định hướng, những cái người mà hoạt bát, năng nổ, dễ hòa nhập thì sẽ khả năng làm cộng đồng rất là tốt. Và khi mình muốn đưa những ý tưởng mới vào để giúp người dân cải thiện một cái vấn đề gì đấy ở địa phương thì cũng phải có khả năng thuyết phục, có khả năng nói, giao tiếp. Chứ còn những cái người mà ngồi trong một góc không giao tiếp không gì cả thì sẽ khó làm được những việc đấy. Tương tự như khi bạn giao tiếp với một bệnh nhân cũng thế. Thì người ta nói rằng là nếu mà cái bác sĩ giỏi thì có thể chỉ thông qua hỏi bệnh thôi. Mình dành thời gian mình hỏi kỹ lưỡng về hoàn cảnh của cái bản thân cái người đó, của gia đình, người thân, họ hàng vân vân, thì có khi mình đã biết được khá là rõ về cái nguyên nhân hoặc là về cái vấn đề người đấy đang gặp phải rồi. Tất nhiên là có thể mình vẫn cần phải làm xét nghiệm, có thể phải khám này kia, nhưng mà cái giao tiếp rất là quan trọng. Và đặc biệt khi mà mình muốn tư vấn cho cái người bệnh để người ta hiểu, người ta tin tưởng, người ta làm theo thì cái kỹ năng giao tiếp rất quan trọng. Thì tựu chung lại mình nghĩ rằng là các cái mình hay nói đùa là những cái tố chất hoặc cái năng lực khác của sinh viên ấy, thì đều cho rằng là nó có giá trị và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Chưa kể đến một cái khía cạnh khác mà bạn có nhận đến lúc trước, tức là người ta sẽ sống một cách là đa dạng hơn, mình cân bằng hơn, mình có thể dành thời gian, các bạn có thể là đọc sách, ngâm thơ, nghe nhạc, rồi chơi nhạc, rồi các thứ, thì cuộc sống nó sẽ đỡ đơn điệu, đỡ căng thẳng hơn nhiều. Em nghĩ điều đấy rất là quan trọng trong một cái ngành mà nó đã khó như thế này rồi mà nếu mà mình không có cái điểm gọi là cân bằng lại để cái cảm xúc của mình nó được nuôi dưỡng thì chắc là mình sẽ rất là khó khăn để đối diện với những cái áp lực về mặt cả tâm lý rồi sức khỏe khi trong cái công việc. Em đã đọc một số cái bài viết của anh cũng như là các cái tác phẩm của anh. Thì trong đấy em rất ấn tượng với một cái bài có tên là The Sound of Science, đăng trên cái trang của một cái trang tạp chí e-magazine của trường Vinuni, đúng không ạ? Chắc là em sẽ nhờ anh chia sẻ lại một tí cho các bạn khán thính giả. Nhưng mà đấy là một cái câu chuyện mà anh đã đi trong khu vườn với một nhà khoa học, bà tên là Kathleen Carrico, đúng không ạ? Khi mà bà sang đây để nhận một cái giải thưởng. Thì em muốn hỏi anh Linh là thế thì cái thanh âm nào là cái thanh âm của anh trong cuộc sống và công việc? Thực ra mà nói, cái mà mình muốn chia sẻ đó là cái đức hy sinh và cái con đường gọi là nhọc nhằn của những người làm khoa học. Đó là cái góc khuất, có thể là những thứ mà nó không được mọi người nhìn thấy thường xuyên. Vô vàn những nhà khoa học, vô vàn những cái công trình, những thí nghiệm có khi đến hàng nhiều năm, hàng chục năm, rồi để đến một thời điểm nó mới ra được một cái thành quả nào đó. Và rất nhiều thành quả thì không phải thành quả nào cũng được cái tầm cỡ mà được vinh danh ở cái cấp độ thế giới, nhưng không có nghĩa là những cái công trình đấy nó không quan trọng và nó không đem lại lợi ích cho con người. Thế thì đó là một cái điểm đặc biệt, tức là những người làm khoa học thì họ phải chấp nhận cái con đường đi như thế. Và những cái người mà thực sự mà tài năng và khiêm nhường thì người ta sẽ không câu nệ những cái câu chuyện hào nhoáng, những câu chuyện vinh danh vân vân, mà người ta làm là vì cái đam mê. Thế thì quay lại cái thanh âm như bạn nói, thì có lẽ bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy là mình cũng có tham gia dự án này, có tham gia nghiên cứu kia, cũng sau một số những vấn đề về định hướng như là cũng đã thảo luận lúc trước, nhưng mà mình cho rằng cái số phận ấy và cái điều mà đưa đẩy để đến như ngày hôm nay thì có lẽ là mấu chốt là vì mình muốn tạo dựng ra một cái môi trường giáo dục tốt hơn cho những cái thế hệ sau. Thì dù đó là ngành y tế công cộng hay là ngành y hay là các lĩnh vực có liên quan, thậm chí có thể là bên ngoài ngành y, nhưng mà có những thứ mà mình làm hay mình viết hay mình chia sẻ
Vì bản thân mình thấy rằng cái đó là cái hợp lý, là cái đúng đắn. Và nếu như những cái người khác, đặc biệt là các bạn trẻ, mà họ đọc hay là họ phân tích cảm nhận, họ thấy được một cái sự đồng cảm, hay họ rút ra được một cái gì đó để cho họ cảm thấy là có ích, thì như thế là tốt. Chứ còn không có nghĩa là họ phải là học trò của mình, hay là họ phải đi theo cái con đường mà mình đi. Người ta có thể đi con đường rất là khác, thậm chí là vô cùng là trái ngược, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chính là mình muốn chia sẻ những cái điều đấy. Và nói một cách nôm na thì mình hình dung như là mình đang làm cái công việc của những cái người như kiểu là công nhân làm đường, hoặc là kiểu những cái người mà đi cày đất, cày ải ấy. Nên là tạo ra được những cái mảnh đất mà nó gọi là màu mỡ, nó phù hợp hơn để có thể là gieo hạt, để có những cái thành quả sau này. Hay là mình mở những con đường, những cái khu vực mà chưa ai đi đến chẳng hạn, thì phải có người mở đường thì mới có những người sau này có thể đi được, kiểu như vậy. Thì mình cho rằng đó là một cái vai trò nhất định sẽ phải có ai đó làm, và nếu mà mình làm điều đấy mình cảm thấy thích thú thì đó là cái con đường đi phù hợp với mình. Thực ra thú thật với anh Linh là khi mà em đọc cái bài viết đấy của anh thì em cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là nó nói đi về những cái thứ, thực ra anh nói về thanh âm nhưng mà trong đấy có rất nhiều cái là không có thanh âm, tức là kiểu không ai nghe, không ai nhìn, không ai biết những thứ mình làm trong bóng tối, và những cái sự không được ghi nhận nó là rất nhiều, tổng hợp tích tụ rất nhiều những cái câu chuyện như thế. Và em cảm thấy là trong xã hội đúng là có những cái công việc như thế thật, và họ rất là âm thầm, những người đó, những con người đấy họ rất là âm thầm, và những cái đóng góp có thể nó chỉ là rất nhỏ và gần như là không ai biết đến, nhưng mà họ vẫn kiên trì và theo đuổi cái con đường đấy. Thì đấy đúng là một cái vẻ đẹp, em nghĩ là nó là một cái thanh âm, một cái vẻ đẹp mà truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Vì bạn có nhắc đến cái bà Carrico thì đấy là một trong ba nhà khoa học được nhận cái giải thưởng lớn, cái giải danh giá nhất của quỹ VinFuture, và là mùa đầu tiên, tức là cái mùa khai mạc. Và cái ghi nhận của họ là cái công nghệ mRNA vaccine mà giúp cho chúng ta sản xuất ra được những cái vaccine chống COVID-19 trong cái thời kỳ rất là gọi là cam go của đại dịch toàn cầu. Thế và điều thú vị là khi mà VinFuture vinh danh bà thì sau đó khoảng 2 năm, nếu mình nhớ không nhầm, thì vừa rồi bà lại cũng cái nhóm đó lại được vinh danh giải Nobel y học, tức là được ghi nhận ở cái tầm thế giới, ở một cái giải thưởng khác cũng vô cùng danh giá, nếu như không nói là danh giá nhất ở trên thế giới hiện nay. Thế thì hoàn cảnh hôm đó là khi mà bà mặc dù rất bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian để giao lưu gặp gỡ với các giảng viên và sinh viên của trường. Và khi mà nhà trường có nói là thôi thì cho chị một cái quãng lặng để chị cũng đi thăm thú cơ sở vân vân, dẫn bà xuống các cái vườn hoa, vườn cây, thì mình có được giao nhiệm vụ là đưa chị đi. Và khi mà xuống cái vườn hoa hồng, cái vườn rất là đẹp, thì chị rất là ung dung tự tại, và chị vừa đi vừa hít thở cái hương của hoa hồng. Và trước đó thì buổi đêm nó còn có cơn mưa, nó đẫm sương, và cái bầu không khí nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng, và chị đi chị rất là tận hưởng. Và mình có cảm nhận là chị làm cái gì thì chị cũng rất tập trung. Thì có lẽ đấy là một cái tố chất làm nên một cái nhà khoa học hàng đầu. Tức là không bị sao nhãng. Lúc đấy thì mình không nghĩ là chị đang nghĩ đến một bài giảng, hay là nghĩ đến một vấn đề sinh học phân tử, hay là vấn đề về vaccine, mà chị tận hưởng cái thời khắc đấy một cách rất là trọn vẹn. Thế cho nên là mình nhìn cái đó, và mình nhìn cái lịch sử, cái quá khứ, cũng như là cái thành tựu của chị đạt được, thì mình hiểu rằng là chị để được đến ngày hôm đó là chị đã qua một con đường chông gai như thế nào, nếu mà bạn đọc tiểu sử của Carrico. Thế cho nên là vô tình thì mình đi cùng, thì mình ngẫu nhiên mình chụp một cái bức ảnh chị Carrico, và mình có gửi cho chị và nói rằng là cho phép để đăng lên mạng hay là cái thứ không, thì chị bảo không vô tư, không có vấn đề gì cả. Thế thì tối hôm đấy mình về mình viết ra mấy dòng là cái câu chuyện là thanh âm của khoa học như là bạn nói. Em có những người bạn mà cùng thời học cùng với em, tức là từ phổ thông. Sau đấy thì cách đây khoảng chắc là chỉ độ 1-2 năm gì đấy, thì em thấy bạn ấy khoe lên trên mạng xã hội của bạn ấy là mình tốt nghiệp. Đấy, tức là bạn ấy theo ngành y, hình như là y Hà Nội. Thì em thực sự là cảm thấy là ngưỡng mộ, bởi vì là làm sao mà có thể gọi là theo một quá trình học tập và nghiên cứu nó dài đến như thế, đôi khi là 6-7 năm, đôi khi là đến tận 10 năm. Thì với anh Linh cũng như là các anh chị đồng nghiệp hay là những bạn mà học trò của anh
thì đâu là cái động lực để mà mình có thể theo đuổi một cái ngành nó vừa khó này, nó vừa ngách, vừa đặc thù mà nó rất là cần rất là nhiều cái sự chuyên tâm như thế mà mình lại theo đuổi nó trong cả một hành trình rất dài như vậy, thì đâu là cái động lực? Trước tiên thì phải nói về các cái lộ trình, các cái ngã rẽ khác nhau, bởi vì như đã nói lúc trước là ngành y nó rất là rộng đó, ngành chăm sóc sức khỏe rất là rộng. Các bạn mà học về mảng y tế công cộng thì thông thường cái chương trình đại học nó chỉ kéo dài 4 năm, gọi là bậc cử nhân. Và sau 4 năm đó thì các bạn có nhiều cái lựa chọn nghề nghiệp, nhưng mà rất nhiều bạn cũng chọn là học tiếp lên cao hơn, bậc cao học rồi là gọi là thạc sĩ và tiến sĩ. Thì thông thường cao học ngắn cũng phải 1 năm, dài cũng 2 năm. Tiến sĩ thì có thể là 3 năm, 5 năm, có người có thể làm lâu hơn. Thế như vậy là cái con đường nghề nghiệp nó cũng kéo dài một thời gian, và đương nhiên là mình học xong thì mình cũng hình dung là nó cũng chưa là cái gì cả. Kể cả học tiến sĩ xong rồi thì cũng không nên nghĩ là mình đã là rất là to, bởi vì là tiến sĩ chỉ nói lên một điều là mình đã có một cái năng lực để làm việc nghiên cứu được tương đối độc lập. Thế còn sau đấy mình vẫn phải tiếp tục tự học rồi làm tiếp, và mình trưởng thành là qua công việc chứ không phải, phần lớn là không phải qua những cái năm học tập ở trường. Thế còn những cái người mà làm trong cái khối lâm sàng, tức là khối khám chữa bệnh, thì nó còn dài hơn, nó còn gọi là rất là nặng nề hơn về thời gian cũng như là về cái gánh nặng trong thực hành. Lý do là thay vì học cử nhân 4 năm thì các bạn sẽ phải học cái ngành, nếu mà đi theo ngành bác sĩ y khoa là 6 năm. Đấy. Và tất nhiên là ở Việt Nam là 6 năm và rất nhiều nước khác là 6 năm, châu Âu thường là 6 năm. Và những nước phát triển thậm chí là bạn phải có một bằng cử nhân rồi, tức là 3 hoặc 4 năm rồi bạn mới học y, 4 năm nữa là 8 năm. Thế nhưng mà kể cả sau 6 năm đấy rồi thì bạn vẫn chưa được phép sờ vào người bệnh nhân. Nên nói ngay ngắn gọn là chưa có chứng chỉ hành nghề. Nó khác rất nhiều ngành mà mọi người học, tức là ra phát là đi làm, nhưng thậm chí là ra khi là đã vào những vị trí công ty đa quốc gia rồi, thậm chí là nghĩ đến giấc mơ lương cao được rồi, đi ra nước ngoài được, nhưng ngành y sau 6 năm thì vẫn chưa là cái gì. Tốt nghiệp bác sĩ ra thì lại còn phải học tiếp lên cái phần chuyên khoa, tức là gọi, thông thường hay gọi là bác sĩ nội trú, ít nhất cũng phải 3 năm, có những chuyên khoa thì kéo dài hơn, thậm chí là đến 5 năm, 6 năm. Đấy, thế nhưng mà đấy là mình muốn đi theo một hướng, chẳng hạn như là tốt nghiệp xong muốn làm ngoại khoa, hay gọi là cái người mà hay nôm na là mổ xẻ, thì là các bạn là nội trú, như ở bên trường chúng tôi là học đến 5-6 năm, hệ ngoại là 5 năm, 6 năm, thế còn những trường khác thì ngắn hơn một chút. Thế nhưng mà như thế thì vẫn chỉ là tổng quát. Thế sau đó giấc mơ của bạn lại thế nhưng mà tôi lại còn muốn mổ não người cơ, hay là mổ tim người, là những cái rất cao cấp, mổ thần kinh, mổ tim mạch, thì lại phải học tiếp, người ta gọi là chuyên khoa sâu nữa, tức là bậc trên cả bác sĩ nội trú, lại thêm vài ba năm nữa. Thế cho nên là nhiều khi cứ hay nói đùa là học đến, gọi là đến lúc mà học xong thì cũng đã là cứng cứng tuổi rồi. Đấy. Thì cái con đường nó dài như vậy và nó vất vả và nó rất là khó, nó không chỉ đòi hỏi cái tư duy trí nhớ đâu. Mọi người thường có hay có ấn tượng là cứ cần cù ấy, học thật chăm, thật vẹt thuộc hết bao nhiêu gọi như là động mạch, tĩnh mạch, xương trên cơ thể người thì giỏi. Nó không phải như thế, bởi vì cái đấy nó rất là quan niệm cũ. Các cái phương pháp mà đào tạo y khoa tân tiến bây giờ ấy, thì nó đòi hỏi cái tư duy nhiều, rất là nhiều, rất là nặng về tư duy, và đặc biệt là cái khả năng suy diễn, người ta gọi là các cái suy diễn tư duy về lâm sàng, gọi là clinical reasoning, tức là cái cách mà bạn sẽ tiếp cận triệu chứng, tiếp cận ca bệnh và tìm ra được những cái giống nhau, khác nhau, chẩn đoán, phân biệt, tìm ra được các cái hướng để mình phân biệt cái đấy với cái khác, và đặc biệt là cái hướng xử lý cho bệnh nhân. Thế thì tất cả những cái tiếp cận hiện đại như thế đòi hỏi người ta phải học rất nhiều thứ cùng một lúc và phải biết liên hệ cái này với cái kia. Đó, thế cho nên là mình cho rằng mấu chốt là cái lòng đam mê, tức là nó phải có một cái sự say mê thì mới có thể là đi xa, đi cái con đường đấy được. Thế còn chưa kể là có những bạn thì vừa muốn là mình trở thành bác sĩ giỏi, mình trực tiếp khám chữa bệnh, cứu người, nhưng mình cũng tham gia vào các cái nghiên cứu, thậm chí là những nghiên cứu tầm cỡ và có thể đem lại những tác động lớn. Chẳng hạn nghĩ đến những cái giấc mơ như là các cái chế phẩm, các cái liệu pháp điều trị các cái bệnh hiếm gặp, các bệnh nan y, hay là loại trừ thanh toán một cái vấn đề sức khỏe nào đó chẳng hạn. Thì cái chuyện đấy có xảy ra được, có thể được không? Có thể được, cho nên đòi hỏi cả cái tư duy về mặt khoa học, nghiên cứu đi sâu về y học nữa. Thì hoàn toàn chúng ta có thể làm cùng một lúc hai ba việc như thế, nhưng tất nhiên như thế sẽ càng vất vả hơn. Thế thì cái kinh nghiệm của mình mà khi mình phỏng vấn các bạn ứng viên để vào ngành y thì thấy rất là rõ, bởi vì cái chương trình của mình thì ở trường mình thì là để mà vào được là phải qua các cái vòng cơ bản sơ loại, nhưng bao giờ cũng phải qua một vòng các thầy cô trực tiếp phỏng vấn nữa, thì nó khá giống với các trường y ở các nước trên thế giới. Thế thì khi mà phỏng vấn thì cũng thấy được cái điều đó khá là rõ, thấy được cái quyết tâm, cái đam mê, cái cam kết của các bạn đấy. Và đấy là cái yếu tố rất quan trọng để giữ được cho các bạn ấy
theo một cái ngành khó và kéo dài. Và mình có quan sát thấy là những cái bạn mà khi mà phỏng vấn mà có kết quả tốt, thể hiện rõ được cái tố chất đấy, thì khi mà vào học mình cũng thấy được là những cái người đấy rất là nổi bật, là nổi bật và họ giữ được cái lửa. Em khá tò mò là làm thế nào mà một người trong cái độ tuổi 18-20 người ta biết được là liệu mình có đủ kiên trì để đi cái con đường dài đến cả chục năm như thế không? Đấy thực sự là một câu hỏi khó, và đấy luôn luôn là một cái, cho đến bây giờ mình nghĩ là vẫn khá là gây tranh cãi, vẫn là rất là nhiều người, bởi vì như mình nói, đặc thù của Việt Nam và rất nhiều nước ở trên thế giới là mình chọn vào y khoa năm 18 tuổi. Ở các nước như là Mỹ hoặc là một số nước khác thì họ lại đòi hỏi về qua một bằng đại học rồi. Họ cũng có lý của họ ở chỗ rằng là cái tuổi 18 vẫn là còn đang trẻ, vào một đại học nào đó rồi thì bạn đã trưởng thành hơn, bạn hiểu đời hơn và bắt đầu định hình rõ là mình muốn gì. Thì khi mình tốt nghiệp cái trường đó là mình 21-22 tuổi thì mình mới vào y. Thế thì những đấy cũng là một cách nghĩ, và thường là sinh viên có một cái sự trưởng thành nhất định. Khi mà mình gặp tiếp xúc và phỏng vấn những bạn đấy thì đều nhận ra được là những cái bạn mà ứng viên xuất sắc nhất và sau này học tốt thì đều là những người mà người ta định hình được cho mình rõ. Thì đấy nó là đặc thù khá là đặc biệt. Anh có một ví dụ. Chẳng hạn như khi mình phỏng vấn các cái bạn mà mình đã từng phỏng vấn các bạn vào ngành khác, khi được cũng tham gia hỗ trợ các đồng nghiệp khác, thì hoàn toàn không có ý là so sánh và không có ý là mình nói là người ta thế nào là đúng sai hay là hay dở, hay là các ngành nghề nó đều có giá trị và đều được cần được trân trọng. Nhưng mà cái cá tính, cái đặc điểm, cái đặc thù của từng nhóm đối tượng nó khá là khác. Khi mà bọn mình phỏng vấn những cái bạn mà vào ngành kinh doanh hay business thì thể hiện rất rõ cái từ khóa, cái gọi là cái thông điểm mà các bạn thường hay nêu ra, thường là tiền, là lợi nhuận, là khởi nghiệp, là start up, là các công ty này công ty kia, là thành công trong cái lĩnh vực trên thương trường. Và cái đấy cũng rất là tốt, đem lại được những cái nguồn lực cho xã hội, đem lại được những cái thành quả. Thế nhưng mà khi mà phỏng vấn các bạn mà thuộc cái khối ngành y, ngành sức khỏe thì không bao giờ cái keyword đấy, cái thông điệp đấy nó xuất hiện cả. Gần như 100% không xuất hiện. Mà nó sẽ xuất hiện những cái từ khác, những cái đặc tính khác. Chẳng hạn như là cái sự quan tâm, sự thấu cảm, sự thương cảm khi đứng trước một cái hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo. Tới là cảm thấy là cái sự gọi là đam mê, mong muốn làm được cái gì đấy, cứu được một bệnh nhân đó. Vẫn có những bạn sẽ nói rằng là em muốn trở thành những bác sĩ này, bác sĩ kia trong tương lai, và các bạn ấy gián tiếp cũng sẽ kỳ vọng là nếu em trở thành những người xuất sắc như thế thì chắc là em cũng có thu nhập tốt, rồi là lương bổng ổn định, rồi có địa vị trong xã hội. Nhưng không bao giờ cái thông điệp này nó xuất hiện coi như là như một cái thông điệp chủ đạo. Cái câu chuyện đấy là chỉ câu chuyện phía đằng sau, là câu chuyện gián tiếp, là câu chuyện mà họ sẽ không coi là trọng tâm. Nó rất đặc thù theo từng ngành nghề. Thế còn đương nhiên các bạn mà các cái khối khoa kỹ thuật thì nó có những khác. Bởi vì cá nhân mình cũng có kinh nghiệm rất là riêng thôi, không phải là vì mình phỏng vấn, mà con trai mình nó học về ngành kỹ thuật cơ khí thì mình cũng thấy ngay là nó là một cái xu hướng ngay từ lúc rất là bé đã thích các hệ thống cơ khí máy móc, rồi thích lắp cái nọ, rồi là thiết kế cái kia, vẽ cái này vẽ cái khác, rất là thú vị, rất là đam mê. Mình nghĩ là cái đấy là cái điểm rất là đặc biệt và nó quan trọng, nó phân định được các cái tố chất và các cái định hướng nghề nghiệp ngay khi các bạn còn trẻ. Cho nên là nói rằng là 18 tuổi có thể biết được ngay hay không thì mình nghĩ là khó. Nó vừa khó nhưng nó cũng vừa là không đến mức gọi là không khả thi. Bởi vì mình quan sát thì mình thấy được cái tố chất đấy và cái định hướng của các bạn ấy rất là rõ ở rất nhiều bạn. Dù là 17-18 tuổi nhưng vẫn nhìn thấy cái điều đấy. Em biết là anh Linh đã học hai cái ngành gần như là cũng tương đối tách biệt, đấy là theo học ở trường Đại học Y Hà Nội và một cái ngành nữa ở bên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thì em khá là tò mò là tại sao cái giai đoạn đấy anh Linh lại lựa chọn học đến hai cái bằng như thế, mà hai cái ngành đều khá là nặng nữa. Và cái chuyện mà học đa ngành như vậy thì nó đã giúp bổ sung hay là nó hỗ trợ gì cho anh trong cái câu chuyện sự nghiệp sau này? Cũng thỉnh thoảng có một số người hỏi tò mò câu chuyện này. Thì thực tế ra là khi mà mình học y đến khoảng năm thứ 2, năm thứ 3 như mình đã nói là học y là chương trình bác sĩ là 6 năm, thì lúc năm thứ 2, năm thứ 3 là mình đã có một cái quan tâm với khía cạnh là công nghệ thông tin rồi, đã bắt đầu thích thú, có những cái thể hiện những cái sự đam mê nhất định.
Nếu mọi người nhìn lại cái thời điểm lịch sử đấy thì khi mình học năm thứ hai thì đâu đó khoảng năm 1991, 91-92, nhưng lúc đấy là bắt đầu xã hội mở cửa, chuyển mình rồi đổi mới vân vân ấy, và nó bắt đầu đã có du nhập được những cái vấn đề về công nghệ rồi là internet vân vân, thì bắt đầu là mình thấy có cái sự có những cái tiềm năng đấy, là công nghệ thông tin nó sẽ giúp được cho nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, và vì là mình học y cho nên mình nghĩ đến, và cũng xuất phát từ cái đam mê của ngành y cho nên mình nghĩ rằng thế thì ngành y nói về khám chữa bệnh thì đương nhiên ai cũng hiểu rồi, nhưng mà nói về các câu chuyện về dữ liệu, các câu chuyện về hỗ trợ cho bác sĩ có thể là chẩn đoán một cách nhanh hơn, thông minh hơn vân vân, các cái vấn đề về trí tuệ nhân tạo, lúc đó đã bắt đầu có những khái niệm thế ở Việt Nam rồi, thì liệu có những cái giải pháp gì tốt không, các cái cách tiếp cận tốt không. Thế và lúc đó mình đã nhen nhóm cái sở thích đấy, nhưng mà đến khoảng độ gần xong, tới khoảng độ năm thứ sáu trong trường y thì mình mới nghĩ nghiêm túc về câu chuyện này. Thế rồi là lúc đó mình cũng tìm hiểu, có một vài bạn bè nói chuyện và thế thì tại sao mình không nghĩ đến chuyện là tìm cách để đưa được những cái ứng dụng về công nghệ thông tin vào trong y tế. Mình nghĩ một cách đơn giản là như vậy, và nếu muốn làm như thế thì mình phải cần biết nhiều hơn về công nghệ thông tin, chứ mình không thể chỉ hài lòng với những cái kiến thức nó tương đối là còn rất là hạn hẹp mà được dạy ở trong trường y được. Trong trường y thì có học một chút xíu về tin học và thống kê xác suất, nhưng mà nó hoàn toàn không đủ, rất là đơn sơ. Thế thì xuất phát từ cái câu chuyện đấy thì mình cũng lần mò sang bên Đại học Bách Khoa. Lúc đầu mình sang thì các cô phòng giáo vụ mình vẫn nhớ là nhìn mình bằng con mắt rất là coi thường và nói rằng là thế cháu học đâu, học y, thế bảo là thế thì y là toán khối B, ngày xưa thì đọc không khối ABCD như mọi người biết. Thế thì toán khối B thì chúng mày kém lắm, rốt lắm, không học cùng với dân khối A được, kỹ thuật nó nặng này kia. Thế thì lúc đó còn có những cái chính sách chưa cho phép và nói rằng chỉ học cao đẳng. Thế thì mình cũng bảo thế cô cứ cho cháu học, cứ đăng ký nộp tiền học cao đẳng, cháu không quan trọng cái bằng, quan trọng là cháu học được những cái gì mới. Thế là học được khoảng một năm rồi thì là họ thay đổi cái quy định thì có thể học được cái hệ kỹ sư 2, tức là học buổi tối, tức là cứ ban ngày thì mình học ở trường y đến khoảng độ 5-6 giờ thì lại vào trong Bách Khoa học tiếp đến khoảng 9-10 giờ đêm. Thế từ thứ 2 đến thứ 6, lúc đó còn thứ 7 chứ, lúc đó còn chưa được nghỉ thứ 7. Thế thì kiểu như vậy thì mình cũng tình nguyện là vất vả. Thì đúng như bạn nói, thực sự là khá mệt. Thì mình vẫn nhớ là có những lúc mà mình học y thì mệt, nhất là những năm Y6 là cái năm cuối cùng, nó là những cái môn đi lâm sàng, cái vòng cuối của những chuyên khoa lớn, và lâu lâu lại trực. Ít nhất mình nhớ là ít nhất một tuần phải một lần, có khi còn nhiều hơn. Thì trực đêm xong là, mà trực đêm thì mình thường là cũng cố gắng hết cái công suất, tức là nhiều khi người khác thì đi ngủ thì mình vẫn trực, mình vẫn thức, thì phụ mổ cho các anh chị lớp trên hay là các thầy cô. Thế cho nên là nhiều khi cả đêm chả được ngủ, sáng sau để quay về trường học lý thuyết, 5 giờ chiều thì lại quay về Bách Khoa học đến tận tối, khi chỉ là ăn tạm cái bánh mì gì đấy trước khi đi học. Nhưng mà mình nghĩ rằng là lúc đấy thì nó còn trẻ, thì nó còn sức và nó có một cái sự quyết tâm nhất định thì mình cố được. Thế là mình cứ cố theo cái cách như thế, và đến sau này ra trường đi làm thì mình tiếp như thế vài ba năm. Thế sau đó thì lại đi học, sau đại học ở Mỹ thì mình cũng tạm dừng, gọi là bảo lưu lại kết quả một năm rồi mình quay lại mình làm nốt. Thế thì cái câu hỏi là về sau nó áp dụng gì thì hóa ra là nó áp dụng khá nhiều. Lúc mà mình học thì mình cũng nghĩ một cách đơn giản thôi là tìm cách để thứ nhất là do tò mò mình thích và tìm cách để đưa ứng dụng vào trong y tế. Nhưng mà khi mà học ấy, thì nhất là những giai đoạn cuối thì mình thấy rằng là để làm cái đồ án tốt nghiệp, một cái luận án tiến sĩ thì lại làm trên dữ liệu, và dữ liệu đấy thì nó đòi hỏi là một cái cách nhìn khác, là chưa từng có ai làm cái dữ liệu đó theo cái cách đấy cả. Thế là hồi đấy mình phân tích về lịch sử sinh sản của phụ nữ Việt Nam. Nghĩa là cái cuộc đời của người phụ nữ từ khi dậy thì cho đến khi là mãn kinh, và cái quá trình đấy là nó kéo dài hàng mấy chục năm, và mỗi một phụ nữ thế thì lại có những cái giai đoạn khác nhau, lúc thì là chưa chồng, lúc thì có chồng thì là mong muốn có con thì không dùng biện pháp tránh thai. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó khi có con rồi thì lại quyết định là dùng biện pháp tránh thai. Và có thể có rất nhiều dạng khác nhau, có thể là vòng tránh thai, có thể là dùng thuốc, có thể là dùng bao cao su. Thế thì có những trường hợp thì lại bị mình nôm na gọi là nhỡ kế hoạch, là phải nạo phá thai vân vân. Tất cả những cái sự kiện đấy nó diễn ra trong cả một cuộc đời một người phụ nữ, thì 4-5 ngàn người phụ nữ như thế là một cái dữ liệu rất là hay. Tuy nhiên là bây giờ mình phải làm sao để mình phân tách nó theo từng các sự kiện thế, và mình sẽ chuyển dạng bộ dữ liệu để nhìn nó bằng một góc nhìn khác. Thế thì cái việc đấy đòi hỏi một cái kỹ năng lập trình, là programming, đang khả năng mà phân tích và xử lý cái bộ dữ liệu đấy theo một cách khác, và cũng chưa từng có ai làm thế cả trên thế giới. Mọi người lúc đấy chưa có ai phân tích dữ liệu đó thì không mới, bộ dữ liệu đấy thì khá là phổ biến.
Thế nhưng mà chưa có ai tìm cách phân tích theo kiểu đấy. Khi mình đưa ra cái hướng đó thì các giáo viên hướng dẫn ở bên Mỹ thì họ rất là thích và họ bảo đây là một cách làm rất là khác lạ, rất là đột phá và sẽ cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn mới mà mọi người chưa từng làm. Thế mày làm đi, đúng không? Và giáo sư động viên như thế. Thế lúc đấy mình bắt đầu mới lao vào thì mình nghĩ là hóa ra những cái tư duy về lập trình, về programming, về cái cách nhìn về dữ liệu thì nó cũng bây giờ là lúc mình có thể dùng được và áp dụng. Thì đấy là một cái ví dụ đầu tiên là mình có thể dùng được những cái mình học. Và thứ nữa là sau đó mình quay trở về thì khi mà mình cùng với các đồng nghiệp trong trường để xây dựng những cái chương trình cho khối ngành y tế công cộng thì nó có một cái phân nhánh của nó là các vấn đề liên quan đến tin học trong y tế, cũng là một cái mảng rất là quan trọng, dữ liệu trong y tế và cùng nhau để xây dựng những cái chương trình đào tạo, cái cách tiếp cận để cho các cái bạn cử nhân y tế công cộng có thể được đào tạo chuyên sâu về vấn đề dữ liệu và giúp về vấn đề dữ liệu y tế, thì là một cái mảng mà luôn luôn cần, đến bây giờ chúng ta cũng vẫn đang cần. Và đến bây giờ mình đánh giá là chúng ta vẫn chưa đủ nguồn lực, chưa đủ nhân lực làm tốt về vấn đề xử lý và xây dựng các cái hệ thống dữ liệu cho y tế một cách bài bản và có chất lượng. Thì mình cho rằng là tưởng là hai lĩnh vực nó không liên quan đến nhau, nhưng trên thực tế thì mình nhìn cái công nghệ thông tin nó như một cái công cụ để giúp các ngành khác, và đương nhiên ngành y thì rất là cần. Rất là thú vị. Em nghĩ là cái câu chuyện giao thoa như thế có thể là đối với khán thính giả, các bạn trẻ của người trong môn nghề thì sẽ cảm thấy rất là được truyền cảm hứng, bởi vì đôi khi là bây giờ cảm giác như các bạn có quá là nhiều sự lựa chọn và ngành nào thì cũng là ngành hot, ngành nào cũng là trend, đâu cũng thấy là một cái hình ảnh hào nhoáng thì mình biết theo cái gì. Nhưng mà theo như em thấy là đôi khi cái sự kết hợp đa ngành, và em nghĩ có thể xu thế tương lai nó sẽ là những cái sự kết hợp đa ngành như thế, khi mà câu chuyện mình đi sâu nó đã xảy ra rất là nhiều rồi, và sẽ đến một lúc mà mình cần phải có những cái sự kết hợp như thế. Anh Linh có một cái vai trò rất là lớn trong sự nghiệp của mình là liên quan đến giáo dục y khoa. Như anh cũng đã chia sẻ, thì từ góc nhìn của anh, câu chuyện đào tạo y khoa nó sẽ cần chú trọng về yếu tố gì hơn? Yếu tố chuyên môn, ví dụ như một người bác sĩ hay là một người điều dưỡng vân vân, hay là một cái nhà khoa học về y tế công cộng chẳng hạn, yếu tố chuyên môn, hay là cái sự thấu cảm, sự thấu hiểu đối với con người? Tất cả những cái ngành, các cái chuyên ngành ở trong các cái khối, các cái lĩnh vực học sức khỏe như mình vừa mới mô tả từ đầu ấy, dù đó là y tế công cộng hay là bác sĩ y khoa hay là điều dưỡng vân vân ấy, thì nó đều có những cái người ta gọi là những cái chuẩn nhất định. Đấy, trong từ chuyên môn bọn mình gọi là chuẩn đầu ra rồi chuẩn năng lực các thứ đấy. Thì mỗi một cái chương trình ấy, thì mỗi một cái lĩnh vực như thế thì người ta đều có những cái quy ước hay là kỳ vọng là cái người học ra thì phải làm được cái gì. Đó, thì mình không xin đi vào những chi tiết chuyên môn, nhưng mà luôn luôn nó cần một cái sự hài hòa và tương hỗ lẫn nhau giữa những cái năng lực, những cái khả năng mang tính chất là rất là chuyên ngành, rất là cụ thể trong cái lĩnh vực của mình, dù đó là lĩnh vực y tế công cộng hay là lĩnh vực bác sĩ y khoa. Nhưng bên cạnh đó nó có những cái năng lực, những cái nhóm năng lực mà nó đòi hỏi cái sự nó hơi rộng hơn một chút, và nó bên ngoài các kỹ năng chuyên môn. Đó, chẳng hạn như nói về năng lực trong y khoa thì không thể không nói những năng lực về kiến thức y học. Các vấn đề về kiến thức thì mình đương nhiên là nó là một cái bắt buộc rồi. Không ai có thể yên tâm giao phó coi như là mình hay là một cái người thân của mình, tính mạng của mình cho một cái thầy thuốc nào đó mà lại không có kiến thức, hỏng kiến thức. Không biết là cái tim nó cấu trúc thế nào hay là hệ tuần hoàn nó vận hành ra làm sao. Đấy là cái rất là cơ bản, đấy là rất là bắt buộc. Thế nhưng mà bên cạnh đó nó còn có những cái lĩnh vực năng lực như là khả năng gọi là tương tác làm việc nhóm, những cái câu chuyện mà mình học và mình thực hành dựa trên những cái bằng chứng khoa học. Thế rồi là khả năng mình có thể cập nhật các kiến thức, rồi khả năng là mình giao tiếp, truyền thông vân vân, nó rất là rộng để mình có thể làm việc được với đồng nghiệp cũng như là với các cái đối tượng bệnh nhân, và đi xa hơn nữa là ra ngoài cộng đồng. Tương tự như vậy trong y tế công cộng cũng thế, nó có những năng lực mang tính chất là gọi là nôm na như là phần cứng ấy. Đã nói đến y tế công cộng là phải nói đến khả năng phân tích các vấn đề sức khỏe, xác định các vấn đề sức khỏe như thế nào, gọi là problem identification, và tìm hiểu xem là các cái yếu tố tác động đến các vấn đề sức khỏe của một cái địa bàn, một cái cộng đồng nó là gì. Thì mình phải nắm chắc những vấn đề như là về phân bố dịch bệnh ra làm sao để đo lường những vấn đề đấy, rồi là các cái kiến thức về toán thống kê sinh học vân vân. Thế nhưng mà luôn luôn nó lại đi kèm theo những kỹ năng khác. Chẳng hạn nếu mà mình muốn làm về truyền thông và các thay đổi chính sách ấy, thì mình phải hiểu được tâm lý con người, mình phải hiểu được các vấn đề về người ta gọi là các cái khoa học hành vi, gọi là behavioral science. Thế rồi là các cái vấn đề về giao tiếp, thế rồi các vấn đề về chính sách, mình phải biết rất là nhiều thứ. Thế cho nên là giao thoa với những lĩnh vực đó thì người học sẽ cần
cần phải rèn luyện rất nhiều các cái khía cạnh năng lực khác nhau. Nhưng đặc biệt là mọi người cứ hay nói đến ngành y là chúng ta biết là cái từ như kiểu cửa miệng ấy là lương y như từ mẫu vân vân các thứ đấy, là bởi vì người ta rất coi trọng cái khả năng về giao tiếp và thấu cảm của người làm ngành y. Thì cái đó là một cái điều có thể nói là cũng bắt buộc, tương tự như những cái các cái phẩm chất khác, cho nên là không thể coi nhẹ cái phẩm chất nào được. Nhưng mà đương nhiên cái đào tạo cho các bạn ở trong các cái khoa khác nhau thì mình sẽ phải lưu ý có những cái phần nó khác nhau như thế. Và đặc biệt mình cho rằng cái phần quan trọng nhất ấy, là cái rèn về tư duy, rèn về phương pháp và truyền cảm hứng. Các bạn trẻ thì ngày nay giỏi, rất là giỏi, và thẳng thắn ra mà nói thì các bạn hơn vượt xa những cái thế hệ đi trước về về nhiều khía cạnh, có cái nền tảng tốt hơn, được đào tạo bài bản hơn, ngoại ngữ tốt hơn nhiều, vân vân. Thế nhưng mà cái quan trọng là các bạn có đam mê và có được cái cảm hứng, và mình làm thế nào để các bạn có cái phương pháp đúng. Chứ còn không ai có thể thuộc và học vẹt hay là nhớ được mọi thứ và đảm bảo là mình bao phủ được mọi thứ. Muôn đời không có được người như là Edison kỳ vọng như thế, mà mình nghĩ là đến thời điểm này thì cũng không cần đến mức đúng. Như thế, mọi thứ chúng ta có thể là AI, mở ra thì có Google rồi, chúng ta có bây giờ ChatGPT và rất nhiều thứ là chúng ta không cần phải nhớ. Thế nhưng mà khi mà dạy sinh viên thì mình quan trọng, mình nghĩ là dạy cho các bạn phương pháp để các bạn tiếp tục đứng vững và tự học và tự phát triển được liên tục. Và cảm hứng nó cũng là một cái quan trọng, bởi vì rút từ kinh nghiệm cá nhân mình ra thì mình cũng đã từng gặp những người thầy mà tạo cho mình cái cảm hứng. Thế cho nên là nếu mà người thầy truyền được cảm hứng thì chắc chắn là cái tác động nó sẽ lâu dài cho các thế hệ học sinh. Sau này ra trường nhiều năm có khi mình chả nhớ là thầy đấy dạy cho mình bài gì, hay là môn đấy là tiết đấy là chủ đề hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ gì đấy. Ngày xưa mình cũng học chuyên hóa, nhưng mà bây giờ cái mình nhớ của cái thầy giáo chủ nhiệm dạy hóa cho mình ở trường phổ thông không phải là những cái kiến thức cụ thể đấy, không phải là bởi vì thấy vẽ cái bảng tuần hoàn Mendeleev rất là đẹp trên bảng hay vẫn không phải đấy, mà là cái cách tư duy của thầy và thì cái đấy mình cho là quan trọng. Còn cuối cùng để khép lại podcast Người Trong Môn Nghề ngày hôm nay thì em cũng muốn anh Linh có thể nhắn nhủ một điều gì cuối tới các bạn khán thính giả, những người nghe chương trình của chúng em là những bạn trẻ, những người mà đang có một tương lai cực kỳ rộng mở và họ đang muốn tìm kiếm những cái nguồn cảm hứng, thì anh có chia sẻ gì không ạ? Mình nghĩ là khó có thể là mang kinh nghiệm của một cái người đi trước để gọi là nói một cách đơn giản hay là gọi là khuyên nhủ cho những thế hệ đi sau. Cá nhân mình khi mà mình nhìn các người thầy, những người thế hệ trước, các bậc cha chú, các thứ thì mình luôn luôn là nhìn nhận những cái điểm thú vị, những điểm nổi bật, nhưng quan trọng hơn là cái cách tư duy của họ, cái cách mà họ giải quyết vấn đề. Hơn là mình đương nhiên là mình ngưỡng mộ những người giỏi rồi, ai cũng ngưỡng mộ những người đi trước rồi. Thế nhưng mà thay vì là mình nhìn ra những thứ mà gọi là thành quả cụ thể họ đạt được ấy, thì mình nhìn cái cách thức, cái con đường đi của họ, và đấy là bài học. Mình nghĩ bài học chính là ở cái con đường đi, là cái cách tiếp cận giải quyết vấn đề của họ để họ đạt được những cái điều đó. Và đương nhiên là nói đến bài học tức là cả thành công và cả thất bại. Thế cho nên với các bạn trẻ và các bạn mà đang hướng đến tương lai và có những cái suy tư, những cái trăn trở, những cái ước vọng trong những cái năm tới, đặc biệt là trước ngưỡng cửa có thể là vào cấp 3 hay là vào đại học hay là tốt nghiệp đại học thì tìm nghề nghiệp vân vân, thì mình nghĩ là điểm quan trọng nhất là các bạn vẫn quay lại câu chuyện gốc là mình muốn gì nhất, mình đam mê cái gì nhất. Thế cái mà mình đam mê và mình muốn làm ấy, thì thông thường cái đó là cái mình sẽ làm tốt, bởi vì mình phải thực sự có cái đam mê ấy, thì mình mới quyết tâm đi đến cùng cái thực hiện cái đam mê của mình. Nên nếu một bạn nào đó mà muốn là phải là chủ doanh nghiệp, phải làm một cái công ty, phải dẫn dắt một cái tập đoàn hay là phải chỉ đạo được rất nhiều người, đấy là cái đam mê của các bạn thì hoàn toàn là nên đi đến cùng cái con đường đấy. Thế và cái hướng đi đấy thì có lẽ là bạn không nên chọn con đường này vào ngành y. Thế có thể là nếu vào ngành y thì sau này bạn sẽ quay ra bạn hay là chủ một cái bệnh viện, bạn có thể mở một chuỗi y tế tư nhân, thế vân vân gì đấy. Thế ngược lại có những bạn thì có thể lại đam mê về những cái máy móc, những cái thiết bị tinh vi, các cái lập trình, những cái vấn đề về coding, thậm chí có những bạn bây giờ đã làm như kiểu dạng hacker rồi chẳng hạn ấy, thì rõ ràng các bạn đam mê về vấn đề dữ liệu, vấn đề là công nghệ thông tin thì sẽ đi đến tận cùng con đường đấy, và chắc chắn là nó sẽ có những cái đất dụng võ sau này.
Thế bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Thế còn người mà những người nào đam mê trong cái khối khoa học sức khỏe thì bạn cũng phải xác định trước là nó sẽ là con đường cũng có những cái gian khổ và lâu dài. Cái mà mình đạt được thì không nên nghĩ đơn giản là ôi giời mình kiểu gì bác sĩ giỏi rồi sau này mình lương cao rồi như là cuộc sống vật chất phong phú, thì cái đó nó sẽ đến nhưng nó sẽ không phải là cái đích cuối cùng. Tiêu chung lại mình nghĩ quan trọng nhất là các bạn xác định được cái đam mê của mình và các bạn xác định được là cái đó là cái mình thực sự muốn làm. Đấy, thì mình sẽ dành tâm huyết cho nó, thì phải tìm được đam mê của mình. Và đương nhiên là các bạn có thể thử. Có những người sẽ nói rằng là em cũng chưa rõ là em đam mê gì đâu, nhất là khi mà còn trẻ. Thì thế nó mới đòi hỏi là các bạn là thử cái này thử cái kia. Và đấy là lý do tại sao mà những cái thế hệ mà đi trước, những cái người mà đã luống tuổi như bọn tôi ấy, thì sẽ cảm thấy là, nói là ghen tị thì không đúng, nhưng mà nó cảm thấy là rất là trân trọng và thấy rằng là đấy là chính là một cái lợi điểm của các bạn trẻ. Chính là các bạn nếu mà có ngã thì đứng lên. Còn sức để đứng lên thôi. Như bọn mình mà đến cái tuổi nào đấy rồi bảo là ui ngã vấp với cái thì thôi mệt lắm rồi, chắc là khó mà đứng lên lại được. Nhưng các bạn trẻ thì còn đầy năng lượng, còn tương lai phía trước thì không ngại gì mà lại không thử. Không thử thử thách bản thân và tìm những cái hướng đi. Thậm chí có thể một thời gian mình chưa nhìn hướng đi ngay của mình, nhưng mà mình cứ phải tìm cách mình thử, mình cứ phải rất là năng động, năng nổ thì mình sẽ đạt được cái ước nguyện của mình. Mình cho rằng là cái đấy là quan trọng nhất. Thế còn những cái chuyện kỹ năng sống hay những cái vấn đề về chuyên môn khác thì mỗi ngành nghề, mỗi hướng đi nó đều có cái hay, nó đều có cái khó và nó cũng đều những cái thú vị riêng, những cái thách thức riêng. Chọn cái nghề nghiệp nào thì mình phải tìm hiểu và mình chấp nhận cái hướng đi đấy. Thế còn cũng không loại trừ là các bạn đi theo một hướng nào đó mà một thời gian nhất định các bạn thấy không hợp thì các bạn phải nhanh chóng ra một ngả đường khác. Thì mình nghĩ cũng nên xác định một tâm thế, các bạn trẻ cũng nên xác định một tâm thế là mình rất là cần phải linh hoạt và năng động. Đấy, cũng không nên quá cứng nhất. Đấy, và mình chúc là mọi người sẽ thành công đấy, trong cái dù mình chọn đi theo con đường nào. Em rất là cảm ơn anh Linh đã dành thời gian chia sẻ với cả người trong môn nghề ngày hôm nay. Và bản thân em nghĩ là mặc dù là một người ngoại đạo không ở trong lĩnh vực y hay là y tế công cộng, em cũng cảm thấy là được truyền cảm hứng rất là nhiều với cái ngành nghề, những cái dự án hay là những cái nghiên cứu mà các anh đang theo đuổi, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục y khoa. Một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều.